Thủy Tiên lên đồ Sương Sương đi uống cà phê, dạo phố thôi mà cũng sang chảnh hết nấc. Outfit đi dạo phố của Hoa hậu Thủy Tiên được nhận xét là sang chảnh như đi dự tiệc. Dù có lịch trình vô cùng bận rộn nhưng Thủy Tiên luôn cố gắng cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân để tương tác với người hâm mộ. Những hình ảnh cô đăng tải luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, nàng hậu tiếp tục hé lộ outfit Sương Sương đi dạo phố. Chỉ là loạt ảnh đi dạo phố, uống cà phê thôi nhưng Thủy Tiên vẫn sang chảnh hết nấc. Cô diện áo crop top đen trễ vai, mix cùng quần ống rộng màu trắng để có tổng thể cá tính. Để khoe được trọn vẹn bờ vai thon gọn, Thủy Tiên đã búi tóc và để hai bên mái cho gương mặt đỡ trống trải. Hai item nâng tầm phong cách của cô chính là chiếc vòng cổ châu cơ vàng và túi xách hàng hiệu. Như mọi khi, bộ ảnh mới của Thủy Tiên đã nhận về cơn mưa lời khen của khán giả. Dù outfit sang chảnh nhưng cô vẫn toát lên vẻ ngọt ngào, dễ thương. Dù đã hết nhiệm kỳ nhưng Thủy Tiên vẫn là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Netizen rất hy vọng được nhìn thấy Thủy Tiên hoạt động tại các mảng khác trong tương lai gần.